Hoài Linh rò rỉ giấy vay nợ 5 tỷ giữa tâm bão từ thiện khiến fans hoang mang thật giả. Việc nghệ sĩ Hoài Linh ngâm gần 14 tỷ tiền từ thiện của người nghèo miền Trung đang khiến dư luận dấy lên nhiều tranh luận trái chiều trong suốt những ngày qua. Bên cạnh việc xuất hiện và chia sẻ về số tiền trên, cùng những hoạt động được cho là cần thiết của nghệ sĩ Hoài Linh đã làm nguội đi phần nào cơn giận dữ của dân mạng. Thế nhưng mới đây, một hình ảnh được cho là giấy vay nợ của nghệ sĩ Hoài Linh được lan truyền rộng rãi, khiến nhiều người hoang mang. Theo như những gì trên giấy vay nợ, thì mục đích mượn số tiền trên của Hoài Linh là trả nợ. Ngoài ra, thời hạn để bên B trả nợ cho bên A trong vòng 6 tháng với lãi suất là 1%. Trong tờ giấy này, ngoài chữ ký xác nhận của hai bên là bên A và bên B, còn có thông tin xác nhận của cơ quan chức năng. Nhưng ngay sau khi hợp đồng vay nợ này được đăng tải, đã dấy lên những ý kiến trái chiều từ dân mạng. Bên cạnh việc cho rằng tờ giấy này không có giá trị pháp lý vì không đúng với mẫu vay nợ thông thường, nhiều người còn nghi ngờ tính xác thực của nó. Nếu đúng như những gì mà tờ giấy trên cung cấp, thì việc lo lắng của mọi người về câu chuyện từ thiện mà nghệ sĩ Hoài Linh đang gặp phải không phải vô căn cứ nữa. Theo luật sư Nguyễn Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, thì về mặt pháp lý, tờ giấy này hoàn toàn có giá trị. Có nghĩa là, nếu đúng với những gì được ghi, thì tờ giấy trên hoàn toàn là được xác nhận vay nợ của các bên liên quan. Theo thông tin trong văn bản, thì hợp đồng vay nợ được bà LTBT ký nhận và nam danh hài vay số tiền là 5 tỷ đồng vào ngày 28 tháng 5 năm 2021. Hợp đồng còn có dấu mộc đỏ của cơ quan chức năng. Nhiều ý kiến cho rằng, thời điểm này trùng với những lùm xùm của nam danh hài đang diễn ra và rất có thể anh vay tiền để chuyển ra miền Trung. Tuy nhiên, ngay lập tức, một nhóm trên Facebook đã chia sẻ thông tin rằng câu chuyện về việc vay nợ của nghệ sĩ Hoài Linh là hoàn toàn giả mạo. Bên cạnh đó, theo nguồn tin chưa được xác thực, thì bà LTBT từng làm phó chủ tịch phường được nêu trong văn bản lan truyền trên mạng xã hội. Nhưng bà này đã chuyển công tác sang nơi khác, nên việc đóng dấu vào văn bản trên khó có thể là sự thật. Việc xác thực về tờ giấy vay nợ trên vẫn chưa có sự chắc chắn là thật hay giả. Phía nghệ sĩ Hoài Linh vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. Trước đó, từ ngày 31 tháng 5 đến 2 tháng 6, đại diện phía Hoài Linh đã thực hiện đi giải ngân một số tỉnh miền Trung. Đại diện của danh hài họ Võ đã trao hơn 8 tỷ đồng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế giúp người dân vùng lũ. Đã có tranh cãi nổ ra khi nhiều người tỏ thái độ không hài lòng vì nam diễn viên giữ số tiền từ thiện này suốt 6 tháng, trong khi việc cứu trợ lũ lụt là cấp bách. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lên tiếng bên vực cho rằng ảnh hưởng của dịch Covid-19 cộng với tình hình sức khỏe của nam nghệ sĩ không tốt nên việc chậm trễ là điều có thể thông cảm. Họ cho rằng, mặc dù số tiền đến tay người dân muộn hơn so với dự định, nhưng có vẫn hơn không. Trong khi biến cũ vẫn còn chưa giải quyết xong, thì mới đây, khán giả bất ngờ phát hiện fanpage nhà thờ tổ của nam nghệ sĩ lập ra có nguy cơ bị xóa sổ. Được biết, fanpage này được tạo cách đây 5 năm và hiện đã thu hút hơn 70.000 thành viên. Tuy nhiên, vì vụ lùm xùm tiền từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh mà đã có rất đông khán giả báo cáo tài khoản, khiến fanpage này có nguy cơ bị xóa. Được biết, ở thời điểm hiện tại, phía nghệ sĩ Hoài Linh đang bắt đầu giải ngân số tiền quyên góp 14 tỷ đồng cứu trợ đồng bào miền Trung trong đợt lũ lịch sử hồi năm ngoái. Những thông tin liên quan đến số tiền từ thiện của nam nghệ sĩ vẫn tiếp tục là chủ đề nóng hổi được nhiều người quan tâm trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội.